Cô vợ khờ dặn chồng đã bỏ đi một đêm, tới bây giờ mới về. Cô vợ khờ kể lại lúc đi trong đêm có một tụi nhóc. Tụi nó cà khịa lấy tiền của cô vợ khờ. Nhưng rất may gặp được Nhi khờ ra tay tương trợ. Rồi, mình chào cả nhà nghe. Thì hôm nay này kia là ngày hôm qua giờ là Trinh bỏ đi nha cả nhà. Đó, sáng nay này kia cũng nhờ bà con này kia là rước ở bên bên thành phố đi về đó cả nhà ơi. Để đi xem là ngày hôm qua là hai vợ chồng là có cự này kia nè, mà không biết là hai chồng cự cái gì. Thì bây giờ là rước về nè, bây giờ là để vô là trò chuyện với Trinh với lại như thế nào. Để xem hai đứa sao mà cự hoài. Rồi chào Trinh nghe. Chào chú. Chào chào chồng. Anh lại chào ông đi. Rồi hồi nãy là cũng có người rước về nè. Rồi hôm sau ngày hôm qua làm cái gì mà lại đi nữa rồi? Hôm qua con mở đi. Trời ơi. Con xúc động quá à. Phải con về lần con dạ con làm gì cũng về nữa đâu. Trời ơi, bởi vì anh lại nè. Rồi sau một đêm rồi đó, rồi Trinh không có về đó, rồi có rút ra được cái kinh nghiệm như bài học gì chưa? À, biết rồi, giống như là tiết phạm gì đàn bạn ra phụ nữ nào mà không có tánh giận nên một hôm tiết phạm quá nhiều rồi sáng thêm chữ rồi xong rồi thì cũng như mình biết rồi thì nói gì nghĩ nói những gì ở do ở sau là như ở sau là như có lỗi thì nội thì mình nói qua lợi đó. Đó thì ngày hôm qua này kia là ngày hôm qua là Trinh đi cũng mấy anh em này kia cũng chạy đi kiếm quá trời luôn á, nhưng mà không có gặp nghe cả nhà. Đó thì tới sáng nay là Trinh mới về. Hai chồng cũng hòa hợp đây cũng mừng nhé. Một đi kiếm đi kiếm. Thì bởi vì nó cố gắng cái cuộc sống mà hai chồng mình cố gắng cái gì mình cũng cái gì nói cho đúng, còn nói không có đúng thì nó xảy ra cự cãi. Rút kinh nghiệm nghe. Trinh cũng vậy luôn nè, không phải mà chút cái gì mình cũng bỏ đi như vậy là không có được cái Trinh. Dặn chút xíu rồi đi. Xin lỗi với vợ đi. Thôi giờ trao nụ không bóc lửa đi. Thôi xin lỗi ha. Thôi cái ngồi sát lại cây. Ngồi sát lại. Xin lỗi ha. Thôi hôn cái đi cho bác dặn ơi. Xin lỗi đàng hoàng, như xin lỗi coi, xin lỗi vợ nghe. Coi tha thứ không? Rồi. Rồi Trinh nè, hồi tối rồi một mình một đó, rồi ở bên bển đó, rồi có ai không? Ngủ ở đâu? Dạ con ở nhà một người chị cho rồi tắm rửa chảnh rồi phơi tấu phòng mi tầm đó 11 giờ mấy hơn 12 giờ mở lên nghe tôi dần xem dần tỏ không rồi nha. Ngủ ngoài hả? Có ngủ ngoài công viên không? Công viên con cá không? Rồi ngày hôm qua đó. Rồi ngày hôm qua đi ra qua bển gì đó, rồi có gì không? Dạ không. Có gì Trinh? Con bị mấy đứa nít đó. Mấy kiếm chuyện hả gì? Trời ơi, thiệt tình luôn. Mấy cái ngang thang gì đó, bốn à, cũng mấy cái đứa mà... Mấy giật tiền con. Trời ơi, thiệt tình mấy đứa này. Tiền con. Bỏ chạy cái con đi một khúc mà thấy nó đuổi theo, con có gặp chị Nhi. Dạ hả? Nhi hỏi thăm con là em ơi em có xin được không, cái con ơi cũng được mà không có thêm đứa được theo thay luôn em và chị nhớ kiếm chuyện em sau em đừng giật tiền
Chị Nhi nhớ ngon. Đợt này là được là Nhi thợ ra mặt hang rồi, cũng hên đi chứ mình một và Trinh mà như vậy mà mấy đứa đó bự chưa. Sáu gì? Mấy đứa đó cũng tựa như mình cũng đi sinh gì kia đó hả? Ba mẹ nó quan tâm Dặn mấy đứa đi chơi này kia đó mà, rồi nó gặp Trinh như vậy hen. Rồi tại sao là hổm là nói là mình đã có công việc rồi, mình không đi xin nữa mà sao mình họ tối lại đi xin nữa rồi? tới ở nhà gì không À. có đem tiền không có vốn thôi mình đâu là đó đi xin đợi À, tối à, tối là vô thấy kẹt hen. tới vậy giận quá rồi bỏ đi phải không? Rồi tối là lúc mà Trinh đi như vậy đó, rồi lại lúc đó thấy sao Đâu ngủ là ngủ nằm giống cái đi ngủ luôn mà vậy hả? cũng giống cái sáng đêm luôn á Trời ơi, thì giờ cũng như là không ngủ với cái niệm nữa tại cũng như là hai chồng ngủ đó quen rồi như không có cái tình cái bên thì buồn quá thì ngủ bụi đi ngủ bụi thiệt tối mà thì giờ ngủ bụi luôn á tối em ngủ ngủ rồi sáng mở mắt ra thấy ủa sao ngủ giống người mà tưởng ngủ nhau mở mắt ra thấy ngủ giống đó đó. Là để nói cho cả nhà mình biết luôn hen, tại vì hổm dài là đăng lên đó, cả nhà mình cũng không hiểu được là ở cái vấn đề mà tại sao mà hai vợ chồng của Lợi và Trinh mà thường hay mà ghen tuông với nhau á. Thì để nói cả nhà như thế này, lúc trước á thì hai người này nói chung là cũng đều là có lỗi với đối phương đó, cũng đều có lỗi với đối phương hết, nên á, khi mà có cái gì đó cái hai người lại lôi cái chuyện cũ ra cả nhà, cái đầu nhắc tới nhắc lui á, rồi nó xảy ra những cái cãi vã, Mới là nên chuyện cũ cái chuyện mới á, thì đè chuyện cũ ra lôi cái đầu nói qua nói lại đó, bởi vì trên tinh thần là kia mấy anh em lại là cũng có là khuyên nhủ hai vợ chồng là đừng có nên như vậy nữa. Nói gì nói chung bây giờ hai đứa lớn thì nó không cần lo gì, chủ yếu là lo cho bé Trương với bé Bin đó, cũng khuyên hai đứa như vậy. Nó ai mà không có lỗi thì là mình đã bỏ qua rồi thì mình chấp nhận cái cuộc sống nó hiện tại như có thế gì này gì hết trơn đó, á yên tâm mình đừng có suy nghĩ tới cái chuyện cũ gì nữa hết đó, mình sống theo cái hiện tại, mình nghĩ đến tương lai hiện tại chứ không phải là mình nghĩ về cái quá khứ đó. Mình có sống lùi về được quá khứ không? Phải vậy là cố gắng hai chồng nữa là rút kinh nghiệm nghe. Rồi Trinh nữa nè, có đi nữa không? Lần thứ mấy rồi ta? lâu À lâu lâu Trinh. lâu lâu vậy thôi mối mối dịp đi nữa đi lần đi bây giờ đỡ rồi Mình được cái gì mình cố gắng nghe, kiềm chế cảm xúc nghe Trinh. có dặn dặn từng tiếng hồi giờ rồi đi đâu lên Đúng tại không rồi, đi chừng tiếng hay nửa tiếng hay gì thôi, còn không đi vòng vòng đó lại quán nào đó kêu ly nước ra uống. hết giận rồi kêu về hành đến giận rồi Đó. Đã lợi thì không có xe mà đi biết đường đâu mà kiếm, ngày qua này kia cũng có mấy anh em này nè người ta chở đi kiếm chạy kiếm kiếm gì mà trong còn không bóng gặp trong nữa tối đó. rồi nhờ Rồi sáng nay này kia là nghe mấy bà chị mà đi ở bên đường bên đó về, người ta gặp người ta mới nói, người ta cũng kêu về mà không chịu về. Tánh ngộ quá. giận nó tan luôn ơi mẹ em về rồi không phải anh đâu Rồi đó đó, anh lại phải rút kinh nghiệm nghe không đó, mình hai người mình nữa nó có cái gì á thì mình nói chuyện với nhau vậy đó, mình ngồi nói chuyện với nhau vậy nè. Tôi cái gì mình nói nhỏ nhẹ nhau thôi, đừng có la làng đúng không, đúng Trinh? động động tay động chân đó Đừng có động tay động chân nghe không, động giò được rồi. đừng đi nha không có đồ kia đâu không nên giờ tắm Hey. đi vô Rồi bữa nay đâu sắm đồ bộ đồ tới vô công gì vậy? vợ đồ cũ rồi chị cho Ủa chị cho con đồ kỳ vậy? Đồ chị gì vậy hả? đồ bộ Đồ bộ hả? rồi bởi lẽ không rồi còn đồ cũ mới cho Trời ơi. Đó, cố gắng hai chồng rút kinh nghiệm nha. Mình cố gắng là mình cũng nghiệp gái lắm mà tại vì sao hơn em chút em đi kiếm bà khác Không, nữa 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 nữa, đâu được chấm đâu được. nữa rồi không có Đâu hiểu có được nha đâu có được heo heo chứ cũng còn vững được Đấy.
Thôi làm gì không bán cái nhân cái có theo đưa mặt không luôn kìa. Cái nhan sắc vậy là tính ra mà tút mà chinh mà chưa tút lại cái cũng là cũng đẹp bốc lửa lắm chứ đâu phải đơn giản đâu. Đẹp đó, ừ. Tại vì nó vậy. Biết sao tại vì á bây giờ mình nhìn vô á thì là thấy như là chinh á là nó hơi thiếu thịt thôi. Đó, bởi vậy. Bởi vậy nó nhìn nó không cân xứng với người chồng phải không? Cái này thì cố gắng ăn uống nhiều vô. Cơm này, ha. Ừ. Trời, bữa nay đãi cho Trinh ăn món ngon không ha, cá diêu hồng gì làm gì chiên hả? Gì hả, cá chiên đó làm chén mắm me đi, cái lấy rau chấm nữa hết bài luôn nó rồi. Hổm nay hổm dài này kia là bé Trương là bà nội lo hết ha. Trời ơi rồi bà nội bữa nay là về chưa, về đây sống chung chưa? Dạ có rồi, bây giờ bé giữ nhỏ. Ơi thì bảo đi bảo số kiếm thêm. Ừ. Vậy đó, nhà cửa nó đông người nó vui hơn. Cái bảo vậy như cái chuyện nhà nhỏ nhỏ vậy. Trời ơi thì tình đâu mấy nhỏ này không được nghe không? Có coi thấy clip này là mấy con lên nữa là không nên làm như vậy nghe không? Đó, không nên quậy người ta nha. Cho mẹ kêu la dậy rồi. Ừ. Nó clip này mà ai thấy mà có con mình là trong đó là quậy người ta nè là kêu ngưng nghe. Tội nghiệp cho Trinh với lại trời ngồi sát vô cây cho nắm cúng tình cảm cái để cứ lộn hoài. Cha mẹ coi cái clip này á thì ta gậy giùm cái cảm ơn cha mẹ. Ừ đúng rồi, thôi giờ là lại với Trinh chào khán giả đi, bye bye, cố gắng mình giữ như vậy nghe không, bye bye.